Hello anh em nhé. Như ở video trước thì với số vốn là 10 củ vào chơi sóc đĩa và mình đã đặt ra mục đích và mục tiêu là chốt lãi lên 30 củ. Nhưng mà mình đã thừa thắng xông lên chốt lãi là 45 củ rồi anh em ạ. Hôm nay thì tiếp tục với số vốn 45 củ này thì lại vào chơi sóc đĩa nhỉ. Hôm nay thì lại kèo 45 củ mà cứ chốt lãi lên đến tầm khoảng độ 100 củ xem sao nhỉ. Làm quả đầu tiên là lẻ ba đỏ đi. Nói chung là mới vào chưa biết cái cầu kèo đi như nào nhưng mà thôi thì cũng chốt luôn quả lẻ ba đỏ. Bình thường nó có lịch sử cầu nhưng mà mình thấy là hình như là cứ mỗi lần mà nó thay đổi nhà cái ấy, thay đổi kiểu như người sóc ấy thì nó sẽ thay nó sẽ xóa hết cái lịch sử đi đó. May mắn là tiếng đầu tiên nó hút được cái lẻ rồi nhưng bây giờ để biết là đánh cái gì đây, hay làm cái quả lẻ nữa nhỉ. Quả lẻ nó nhẹ thôi, đánh tiếp quả lẻ đi. Mình cũng định đánh theo cầu 1-1 nhưng mà thôi, nói chung là mình đang đánh theo gọi là đó vẫn là ba đỏ hay quá nhỉ. Thế phát này chuyển sang mình ba trắng nhá, hay là nó lại đi phát hai ba cái ba đỏ thì sao nhỉ. Đó anh em nào mà muốn trải nghiệm cũng như là vui chơi giải trí thử thách vận may thì nhanh tay tải về theo đường link mà mình để phần mô tả và bình luận của video nhé. Link tải tặng code free cho anh em từ 20 đến 30k để anh em chơi trải nghiệm. Và con này thì min rút có 50k thôi, min rút khá là nhỏ. Ba trắng lên lại ba trắng đó, bẻ có câu hay không, đẳng cấp luôn nhỉ. Con này bật bắt lên chẵn đi, những cái dạng cầu này quen lắm, bắt lên chẵn mẹ đi, không biết chẵn không hay là lại tứ chẵn tứ đó. Hầu như là tôi chơi thì tôi sẽ lót, ví dụ đánh chẵn tôi sẽ lót tứ mà đánh lẻ thì tôi sẽ bắt chỉ một vị thôi, một đỏ hai trắng ăn ăn to luôn đúng không. Bởi vì mẹo mà mình bắt vị thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn cho anh em đó là mình đã nghiên cứu khá là lâu rồi đó. Ok chưa nhỉ. Hai quân đỏ bên ngoài này thì quân này nó sẽ nhảy là mình sẽ bắt vị ba trắng, mình sẽ bắt chỉ một con này nhảy nhá, là bắt vị ba trắng đúng không, nhưng không phải lúc nào nó cũng theo quy luật như vậy. Đấy là mình đang nói chung là với cái kinh nghiệm thì mình chia sẻ với anh em là như thế. Chơi xong đĩa này thì rất hay và nó thật sự với anh em là mục đích chúng ta vào đây chơi là để kiếm tiền đó, thấy không, mục đích vào chơi là để kiếm tiền, thế cho nên mình chơi làm sao là cứ từ từ chậm rãi thôi đó. Bây giờ thì đang chốt lãi cái này rồi, bây giờ cũng chưa biết là cầu đi kiểu gì đây. Ba trắng lên sấp đôi, ok ba trắng lên sấp đôi, lại quất quả sấp đôi đi. Khi mà chúng ta có vốn rồi thì mình sẽ chốt lãi, vốn to thì chốt lãi nó sẽ được to đúng không đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải là nắm được về những cái quy luật kiến thức đó. Ở đây thì ba trắng sấp đôi lại lộn cầu bên này à, ba đỏ cái nữa không, nếu như ba đỏ cái nữa thì cũng chưa biết thế nào nhỉ. Thôi đâu rồi cứ đánh nhẹ quả là sấp đôi tiếp đi, bắt mẹ tứ đỏ này. Hy vọng là cô thương nào. Rồi ok tứ đỏ luôn, bắt quả tứ đỏ đấy, cầu tách 321 nhá, 301 chẵn 201 chẵn đó. Cầu này nó sẽ khó, nó đi ngang kiểu này thì nó sẽ khó hơn ba đỏ nhỉ. Bốn đỏ đúng rồi, bốn đỏ thì mình ba đỏ đấy, tôi thì chuyên đánh cái kiểu như vậy, cứ bốn đỏ thì mình đánh ba đỏ, bốn trắng đánh ba trắng, nhiều khi là nó cũng ra rất chi là chuẩn với quy luật đó, thấy không. Mình cũng phải lựa theo cái cầu kèo đây nó đang chạy 3211 đúng không, nó cũng phải lựa theo cái cầu, cũng có thể là đi 21 thôi. Ba đỏ thì cứ nhẹ nhàng vào quả chẵn sấp đôi cả, làm quả chẵn tứ cái đã. Rồi chẵn đúng không đó. Bây giờ tiếp tục thì hai con trắng này thì con trắng bên phải ngoài cùng nó sẽ nhảy lên nó thành vị ba đỏ đúng không, bởi vì nó cũng đang chạy cái cầu nó là cầu gọi là 11 11 thì mình sẽ áp dụng vào mình bắt vị, nó khá là dễ và đơn giản. Với những anh em nào mà mới chưa biết thì chúng ta cũng không cần phải bắt vị, chúng ta chỉ cần đánh mặt chẵn mặt lẻ, nhưng tuy nhiên thì mình biết về những cái dạng cầu rồi đúng không. Phát này thì nó đứng là sấp đôi rồi này, nắm được về những cái dạng cầu rồi. Tiếng này thì tôi cũng không dám đánh mạnh tay vì tôi nghĩ là vẫn còn bệt trắng nữa, đánh con này ba trắng thôi, nhẹ nhẹ thôi đó. Những cái tiếng này tôi sợ là nó quay sang đứng cái cầu trắng, thế cho nên mình vào nhẹ. Nói chung là mục tiêu với mục đích, nhưng mà tuy nhiên thì mình phải lựa cái thời cơ đúng không đó. Lúc nào đỏ thì mình thừa thắng xông lên, chứ còn đen thì mình chơi nhỏ nhỏ bình tĩnh từ từ thôi, chứ không phải là cái mục tiêu hôm nay là mẹ vào đây phải kiếm được 100 củ hay là
5 7 10 củ thì mình lại cứ phải đánh theo cái kiểu là mẹ liều ăn nhiều là rất chi là nguy hiểm luôn. Rồi cũng đánh cái quả chẵn thôi. 50 tứ đỏ này. Ui ơi, ba đỏ lại hai ba đỏ này. Cầu lại lẻ, 102 chẵn ba lẻ này. 123 đánh mẹ quả ba trắng nhá. Đánh quả này bẻ cầu dở hơi cái ba trắng này. Ba trắng. Chơi mẹ quả ba trắng. Úi giời ơi, ba trắng này. Ba đỏ. Đó. Đúng cái kiểu cầu đi 1 2 3 đúng không? Ba cái ba đỏ rồi bắt cái quả chặn tứ này cái nhá. Chặn tứ con này chốt kèo nghỉ luôn này. Ok chưa? Đó, cũng chốt lãi được mẹ nó 20 củ rồi. Đây này, tiệc đeo thì còn lợn còi, đường tiếng kết chặn tứ. Địt mẹ nó bẻ vị. Thôi ok, đó 45 củ mà mình chốt lãi lên 65 củ rồi. Hôm nay thì làm 20 củ thì tạm dừng ở đây thôi anh em nhé.